Khi bà hello và xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình và mình là Thái Khang Khang Minh đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp Độc Lang Chiến Ranh nhé các bạn. Ok thì hôm nay thì vào chơi chứ làm gì nữa các bạn. Đứng là nghe mình đây các bạn. Lúc nào mình quay nhà mình thì nhà mình cũng hơi ồn nha, mong các bạn thông cảm. Ok thì bây giờ mình bắn thôi chứ mình biết làm gì bây giờ. Mình chỉ bắn spot thôi. Kìa, hành động. Kỳ lạ nhỉ. Ok, sao mình ở đây? Ở đây. Gì mới lắc. Nó chỉ có mỗi một hành động này thôi các bạn. Cho chọn ngẫu nhiên đi. Trời ơi, chọn mà 1887 sai lầm tuổi thẻ rồi. Ok thì mình sẽ im lặng một chút xíu để mình tập trung mình bắn nha các bạn. Mình leo để cho các bạn biết tình hình rank của mình như thế nào. Thằng em. Đó, ok, thằng em bật đèn lên rồi các bạn. À không, mình thử chơi hai súng ngắm xem nào. Mình thử chơi xem hai súng ngắm như thế nào nha các bạn. Mà mình mua súng ngắm mình cũng chả dùng súng ngắm. Thấy rồi đấy rồi.
nhờ. Sướng quá nhờ. May không bị sao. Ok. Vào tiếp nào, hy vọng mình sẽ gặp con bờ o tê. Tớ mình sẽ gặp con bot đây. Không là vậy chứ kịp làm gì. Nhà mình bao nhiêu? Úi giời ơi, Hà Nội ấy các bạn. Kinh người. Có 1.800 ca. Trời ơi. Gậy ông đập lưng ông. Chửi mẹ chửi. Mình sẽ chỉ đứng ở nhà thủ thôi. Tôi không muốn trả thù. Trả thù 10 năm cho một. Sẽ lật kèo được. À, để rồi mình chơi nhanh nhất để mình giành phần được. Đừng quên ăn thích ăn đăng ký đồng tiền nhớ vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình ra clip mới nhất nhé. Ok, thì video mình đến đây kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn, bye bye.